thấy chiếc xe gì mà ngầu quá vậy ta. Em ơi đứng lại anh hỏi này tí xíu được không? Chạy đường này. À khoan vậy nè. À, ý là vậy. Chiếc xe này á là em hay là mình vô đường này đi mình nói chuyện cho nó trống xe đi ha. Ý là vậy. Chiếc xe này là mình mới mua hay sao vậy em? Vậy mới làm anh để anh thử thắng rồi chạy thử anh đi. Làm là làm sao? Hiện tại đặt lên xe tới mình đặt làm dàn thùng sau. À coi như là em làm dàn thùng hả? Chứ anh từ nãy giờ cứ tưởng xe ngoại nhập không à? À làm dàn thùng hả? Làm dàn thùng sao em? Ba bánh hai bánh sau. À. Rin của nó là xe gì? Xe nó là Suzuki GZ 150. À, mới can luôn hả? Dạ, xe mới. Xe mới can hả? Đâu đâu? Xe chạy được nhiều km chưa? Có 6.000. Đâu? À, 600 à. À, 614 cây à, thấy chưa? Ở dưới, dưới à. 614 cây trên này. À, 614 km à. Dạ. Còn mới tin vậy luôn. Mua xe mới gì làm anh? À, vậy hả? Dạ. Như chiếc này mình đóng đồ lên hết như vậy toàn bộ cả chiếc xe luôn khoảng bao nhiêu tiền? Thì nó khoảng chừng 120 coi đó. À, 120-30 triệu hả? Dạ. À. Cái thùng sau này mình mua nó nhập về hay là cái này composite hay là bằng sắt? Bằng sắt anh. Bằng sắt chứ không phải bằng nhựa. Dạ không, bằng gò, tôn gò. Tôn gò hả? Dạ. À. Tôn gò mà nó đẹp dữ vậy hả? Dạ. Cái này mình thuê người ta sơn hay sao? Nói chung là gò sơn, nói chung mình có đội ngũ thợ nhà làm. À làm hết hả? Dạ. Nhưng mình lên cái coi như là rin của nó là nguyên chiếc xe hai bánh. Dạ. Rồi bắt đầu là mình mới chế thành ba bánh như vậy. Dạ đúng rồi. À chế như vậy thì hết cái phần chế hết khoảng bao nhiêu tiền? Thì nó tiền nếu chiếc này thì chế không chừng 60 anh ơi. Chế 60 triệu tiền chế. À. 60 triệu tiền chế. À. Cái mã này là mình chế thêm đúng không? Nói chung là chế từ khúc đây. À. Đây đó. À. Đây còn yên dưới cái này. À. À. Khúc sau là làm lại hết. À khúc sau là mình chế hết. Bánh. À bánh đó luôn. Cái này chạy nó có vi sai vi sủng gì không? Có vi sai số dê là đủ hết chứ. Hả? Có chứ. Dê yeah, sai vi sai đồ luôn. Dạ. À. Thùng đổ đồ nha. Hả? Dùng làm thùng đổ đồ rồi ok. À, thùng đồ luôn. Đi xa thì rất là tuyệt vời. Công nhận nó nét ghê ha. Nó nét từng ly từng tí luôn ha. Từng tiết luôn. Cái này anh cứ tưởng là nó bằng nhựa, em làm bằng composite chứ. Mà bằng sắt luôn. Sắt. Bằng sắt thì xài biết chừng nào nó mới hư. Đó. À. Đây, người ngồi lên đây. Dạ. Chỗ đâu để chân? Thì gác đây thôi. À. À. Ngồi để chân được, ngồi gác đây được mà. À. Đâu em ngồi thử coi. Đấy. Nào. À vậy hả? Đấy. Cái cục gì ngay dưới cái chân á? Còn này số dê. À số dê à? Dạ, đây thử. Ở đâu? Thử coi. Đấy. Có chuyện ve xuống xe anh. Rồi tới nhanh rồi ve rồi. Tới đi. Tới. Tới nữa. Rồi. Ve. Rất là nhẹ nhàng. À. Ồ xe đã quá ha. Rồi bây giờ thí dụ như người khác đặt em có chế cho họ? Dạ, có chứ, đặt rồi thì người ta có nhu cầu đặt cái xe nào thì cứ đem tới xe rồi. Dạ em đọc số điện thoại của em đi. Rồi 0918534690. Đọc từ từ thôi chứ. À. Địa chỉ số điện thoại. Nói chung là số điện thoại là 0918 nè. À. 534690. Ừ. Quang ở Long Khánh nha, Quang làm xe bánh. À, Quang làm xe ba bánh. Dạ. Địa chỉ số nhà đường. 49 Nguyễn Trung Trực. Phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. À. Rồi. Rồi. Bây giờ anh
Bây giờ anh thử anh chạy theo em lại, thử xem coi là khi mà em qua cua rồi đó, coi bánh nó có bị chà bị gì không. Hả? Rủi anh mua rồi người ta đặt về người ta chạy rồi nó chà bánh rồi nó mau mòn vỏ rồi sao chịu nổi. Có bị sai sao chà được. Hả? Ở đâu bị sai thôi, giờ em biểu diễn đi, khỏi phải chạy cho xa. Bây giờ em biểu diễn em xoay vòng tròn thử vòng vòng chỗ đây coi được không? Thử coi nó chà bánh không biết liền à. Rồi, yeah. Ghe được mấy số? Thì nó tới giống như ghe thôi. À. Tới giống như ghe thôi. À. Như vậy là nó đâu có bị chà, bị bạc gì đâu đúng không? Không bị sai mà. Chạy tốc độ khoảng bao nhiêu km một giờ? Chạy thôi. Không, em thử chạy khoảng 6-70 có bị bạc không? Không, bình thường, càng chạy nó càng đầm luôn. À. Đi đầm, đầm bánh bự, đi rất đầm. Em chạy thử test được khoảng bao nhiêu km giờ? Nói chung là chạy đường ngắn sao mà chạy được. À vậy hả? Chạy đường trường này xa chứ chạy ngắn sao mà. À. Đôi anh lên anh chạy thử ngắn thử xem nó làm sao. Em đứng đây đi. Ừ, anh chạy được không? Hả? Thì được chứ, à mà anh đang cầm tay lái, cầm camera sao chạy được ta? Tay côn mà. Đó. Nó khổ vậy. À. quên cái con nào đâu có à. Rồi chiếc xe nó mình làm mình lên khách rất là hài lòng. Hả? Khách thì rất là thích. À. Xe lên rất quá hoàn hảo. Vậy thôi em đứng đây em cầm máy đi, anh chạy thử cái coi được không? Thì cái đó là anh phải chạy quen bánh chưa, anh chạy bánh chưa? Chưa bao giờ chạy. À, chưa giờ chạy nó khó chạy lắm. Không, đúng, thì em thử đấy, em cứ cầm máy đây. À, anh chạy đi. Em cầm máy đi, đừng có ấy camera đó, em cầm nha, em quay theo anh chạy thử coi nha. Sao ta? Cái này số mình móc tới móc lui. Số móc á. Số 1 tới 5 lui. Chìa khóa đâu? Đây. Hả? Đây nó hơi khó chạy lúc mình thấy quen ba bánh mà. Số 2 bánh đâu, nó hơi xỉa. Rồi. Lúc rồi đưa ba. Đây. 1 tới 2 lui hả? 3 lui, rồi 5 lui. 1 tới hả? không quen con tay. Lùi. Chạy cho nó quen à. Nhưng mà cũng dễ mà. À. Ấy cần xuống cần dây, để con dây lại. Số dây. Đâu có bạc cái gì đâu. Anh thấy bình thường mà. Bình thường chạy mới đầu khó nhưng mà chạy vòng 2 vòng là ok. À. Chạy vòng 2 vòng quen xe hả? Chiếc này cũng quá tuyệt ha. Mình làm hoàn hảo xe. 150. À. Từ nước chỉ vào rất chân ha. À đây, để mình quay cái đường nét coi. Đó, trời. À. Nét nè nét, có cái này lên nữa hả? Để nhìn cái G rồi lên cho nó nhìn cho nó giống như là hàng Nhật, nói chung là nhìn ta không có biết là à lạ. Chơi hai cái bô luôn. Còn cái nắp này sao? Đựng đồ. Mở ra được à? Được rồi, đựng đồ thì đi xa thì cái này thì được luôn. Rồi. À ui trời ơi.
Một cái cốp này thôi chứ. Đừng biết bao nhiêu đồ. Đừng biết bao nhiêu đồ ha. Chú cha ơi, tha hồ đựng đồ. Nói chung là lên chiếc xe thì nó quá hoàn hảo luôn. À. Mình thấy có hoàn hảo chưa? Quá hoàn hảo, nói chung là. Thấy có vừa ý chưa? Khách hàng tôi thấy hài lòng. À. À, mình có cho ông chủ mà ông đặt chiếc xe này ông coi chưa? Trời, coi ông tuần nào ông ghé. À, tuần nào ông cũng ghé hả? Ghé coi mới mình làm như nào đó. À vậy hả? Dạ. Ồ, nét. Trời. Nét coi này nữa, nét từng chi tiết ha. À. Ông có cái gì ông không hài lòng không? Không có cái gì đó ông nói được. À, rồi chừng nào ông lấy xe? Thứ bảy ông lấy. À, thứ bảy hả? À. Chiếc này thì cũng quá đẹp ha. Xe mới. Cái xe này tính ra để chắc cũng được 3 tháng có. 4 tháng hả? Nói chung là nó cực công lắm. À, không có thời gian làm à? Làm nó lâu, nói chung là làm thì anh biết rồi, gò nó phải là thời gian. Nhà thì sợ thầy đông, xe rất là nhiều đâu ra. À. Rồi. Vậy là ok rồi. Cái này canh giờ nào mà giờ tốt luôn đăng lên thì thôi. Ừ. Đăng lên kênh số ta. Ừ.